Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chồng con. Bà ấy đáp, thưa ngài như thế, nhưng chó con ở dưới đồng bàn lại ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta đã ăn chứ người ngoài cũng chẳng như là
khó mà thôi. Và chúng ta có thể nói là người ta có ý nghĩa kinh của cái linh tính của bài đó là cái lời văn lý cho họ ở hiện đại là thế nào mà cả người ta nhấn mạnh vô thì cho tôi nhấn vô cũng được. Cái cuộc đối thoại đặc biệt như thế này cho chúng ta thấy là chỗ nào để cho có sự tiếp xúc, để cho có sự gặp gỡ, có được cái tương quan thân tình, tương quan ngôi vị giữa ta và từng con người. Và kết quả của cái việc chương trình đó là chương trình con người và việc phục hồi sức sống trọn vẹn. Và cho nên chúng ta đến với Chúa, chúng ta tin tưởng, chúng ta với cái sự giao phó con người và cuộc đời của chúng ta cho Chúa, chúng ta tin chắc Chúa chữa lành cho chúng ta nhận làm trong những ngày cuối năm. Sức khỏe, chúng tôi mang cho nhau sức khỏe và chúng ta tính chất khi chúng ta sẽ để thế, chúng không chỉ cho chúng ta sức khỏe thể xác, sức khỏe tâm hồn, sức khỏe